Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu một siêu thực phẩm. Tiếng Anh gọi là superfood. Thì tại sao gọi là siêu thực phẩm? Tại vì chất dinh dưỡng nó rất là cao. Thì hôm nay mình muốn nói tới xà lách son. Thì xà lách son là một siêu thực phẩm. Nếu mà tính điểm thì nó có tới 1.000 điểm. Thì đó là con số cao nhất để đo chất dinh dưỡng. Thì hôm nay mình hái được một mớ rau này. Bây giờ mời cả nhà xem mình đi hái rau nha. Xin chào mọi người. Hello đi con. Hôm nay trời nắng đẹp, dẫn hai đứa nhỏ đi vòng vòng chơi. Thì sẵn cho cả nhà coi xà lách son luôn. Để quay xuống dưới này là đẹp lắm nè. Đây là xà lách son nè cả nhà. Ở đây là một con sông nhỏ. Thì xà lách son nó mọc là xanh như luôn nè. Đó, hai bên con sông là xà lách son nó mọc đầy luôn. Thì xà lách son nó mọc trong những cái môi trường sạch lắm. Nước chảy rất là trong. Để mình đi xuống dưới này nó còn nữa nè. Cặp theo con sông này thì nó mọc đầy luôn. Hôm nay trời nắng đẹp quá. Đây là con đường đi bộ cặp cái bờ sông. Thường thường người ta hay dẫn chó đi mấy con đường này. Đó, nhìn thấy mơ chưa? Đó là toàn là xà lách son không đó. Này có mấy con vịt nè qua hang nè. À, bên kia cũng là xà lách son không. Nước rất là trong. Để đi xuống dưới này nữa nha. Này bị che lại rồi không thấy. Này cả nhà thấy không? Ở cặp hai bên là xà lách son không. Hái mấy bao cũng có hết. Để mình quay gần cho cả nhà coi nha. Đó, cả nhà thấy không? Sẽ nó son rất là tốt. Thì sẽ lá son nó mọc trong cái môi trường sạch không à. Nước trong lắm mà, nước chảy trong. Nó cặp bên bờ sông bên kia nữa. Xanh hết luôn không? Quá trời luôn nè, nhìn xuống dưới kia nè. Thì hôm nay mình đi coi cho cả nhà coi thôi, mình không có hái. Nhìn thấy mê quá. Để mình xuống mình quay dưới này cho mọi người coi nha. Nước rất là sạch. Đây là con sông nhỏ thôi. Đó, bên kia là xà lách son không á. Nó mọc hai bên sông nè. Nhìn thấy mày. Đây nè cả nhà, quá trời luôn nè.
thì nó son rất là tốt. Đây là một nhánh nè, nó tốt vậy nè. Nhìn thấy mê không? Quá trời luôn, toàn là đồ thiên nhiên không à. Xà lách son thì mùa này nó tốt lắm, mùa lạnh lạnh nè, đầu mùa xuân hoặc là đầu mùa thu thì nó thích cái trời mát, còn giữa mùa hè thì nó ra bông hết nè. Bây giờ nó cũng bắt đầu già già. Cái này lại gần nhìn thấy mê, nó tốt quá trời. Cái này mà muốn hái mấy bao cũng có hết. Thì tại sao mình muốn giới thiệu với cả nhà về xà lách son? Thì xà lách son là một trong những siêu thực phẩm, tiếng Anh gọi là superfood. Thì nó có chất dinh dưỡng rất là cao. Thì nếu mà tính điểm thì xà lách son nó được 1.000 điểm. Thì là cái điểm cao nhất cho những cái chất dinh dưỡng. Thì cũng có rất là nhiều thực phẩm có chất dinh dưỡng cao. Để khi nào mình có thời gian mình sẽ giới thiệu với cả nhà thêm một số loại thực phẩm khác. Tính không có hái nhưng mà ngon quá cả nhà. Nên mình hái một mớ về ăn. Nó non quá trời luôn nè. Cộng cải nó tốt dễ sợ. Hôm nay tính đi quay phim chơi thôi, nhưng mà nó ngon quá mình phải hái. Thấy tiếc quá. Nó còn non nghèo à. Cái cọng nó lớn vậy nè. Ở đây là xét cái mé sông thôi, không có cần xuống sông. Đây nè cả nhà, nó tốt mà nó lớn như vậy nè, nó cái cọng cải nó lớn như vậy nè, đó, xong rồi nó nhảy nhánh ngay nữa, nhìn thấy mê không? Hái sơ sơ thôi mà cả thao luôn á. Đây là cả nhà, mình hái chơi được nhiêu đây nè. Tính hôm nay đi quay phim chơi thôi, nhưng mà thấy tiếc quá, nhiều quá nên hái chơi. Cái cọng nó lớn thấy mày không? Bằng ngón tay mày luôn nè. Ở dưới sông quá trời luôn. Rồi mình hái được một mớ xà lách son rồi mà cả nhà. Mình anh mình thi cho coi đi. Đây mình hái được một mớ xà lách son nè, mỗi người một bó. Tính là hôm nay đi chơi thôi, nhưng mà thấy nó nhiều quá nên mình hái luôn. Nhìn mà tiếc quá.
khỏi cần trồng. Ở bên đây xà lá son nó mọc nhiều lắm nên mình không cần trồng. Này hôm nay hái là ăn 2-3 bữa luôn mới hết. Đây là xà lá son trong shop bán nè mọi người. Cái bịch này 80g, nó bán một bản anh. Bịch nhỏ xíu nè. Của mình hái hồi nãy là chắc tính ra 10 mấy bản anh luôn á. Cái video clip cả nhà vừa xem á là cái chỗ mình hái đám rau xà lá son này. Thì đây cũng là một loại rau bình thường thôi, nhưng mà nó có chất dinh dưỡng rất là cao. Đạt được 1.000 điểm là con số cao nhất để đo cái chất dinh dưỡng. Thì trong siêu thực phẩm nó có nhiều loại rau lắm. Để bữa nào mình có thời gian mình sẽ giới thiệu một mấy loại rau siêu thực phẩm khác cho cả nhà xem. Bây giờ thì mình xin kết thúc cái video đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào cả nhà. Bye.